bản quyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty cổ phần truyền thông Hòa Thủ. Tập 14. Ai đưa lối về đa tình tự cổ không như hận, khổ hận liên miên vô tuyệt kỳ. Tình đơn phương, đôi khi thấy em cười vui lòng anh sao xuyên. Nàng ơi hay biết chăm. Anh Su, anh tới nào vậy? Sao không bấm chuông vô nhà? Tự nhiên đứng đây hát làm em tưởng thằng khùng nào á. Không phải ý em không phải nói anh khùng. Anh tới đây là để bàn cái vụ hợp đồng của Phong á. Hợp đồng? Không phải hợp đồng. À đúng rồi, công ty anh là có cái đang có chương trình là tri ân khách hàng. Em là khách hàng VIP nên là được công ty tặng một cái vé đi câu cá cuối tuần. Toàn bộ chi phí là công ty anh lo. Thật vậy hả anh? Thiệt. Trời ơi, quý quá quá à. Nhưng mà phiền anh phải đến tận đây luôn đó hả? Em khách hàng VIP mà. Cảm ơn anh. Trời ơi, đang đúng lúc em định đi đâu đó để xả stress nè. Nhất định sẽ đến. Thiệt hả? Thiệt. Không gặp không về nha. Không gặp không về. Anh vô nhà uống nước. Khỏi đi, anh có công chuyện gấp công ty. Đã tới rồi phải vô nhà uống ly nước chứ. Đi. Không cần đâu. Anh về nha. Rồi vậy nhớ nha. Không gặp không về nha. Chính xác. Bye bye. Bye 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 bye. Bye bye. Bây giờ anh phải nghe lời em. Anh mua nến về anh xếp hình trái tim. Xong rồi anh mua hoa hồng, anh rải trong trái tim. Anh dắt chị Diệu Anh tới. Anh đốt nến lên. Và anh phải nhớ, anh tặng thêm cho chị một đóa hoa hồng được làm bằng tiền. Làm bằng tiền luôn hả? Chắc chắn chị sẽ đồng ý. Tiền đô hả? Đúng rồi, phải đầu tư chứ. Mắc lắm mẹ ơi. Dốt. Ngu. Thực dụng mấy cái trò mấy thằng thiểu năng. Trời ơi, mấy cái trò xinh tiện giờ còn lấy ra. Không phải thiểu năng mà hơi tốn tiền. Nhiều tiền quá. Phải nghe em. Anh mình phải luôn cập nhật những cái thông tin mới. Em hay lên internet á. Em cập nhật những thông tin mới. Em có coi là người ta xếp 38 con gián thành chữ I still love you. 38 con gián. 38 con gián. Mình đừng bắt chước giống người ta. Mắc mới gì đúng không? Mình có ID riêng của mình mà đúng không? Gián nó hôi lắm. Đúng rồi. Thay con gián bằng con tôm hùm cho em. Tôm hùm. Tôm hùm. Mà phải là loại nhất nghe, hạng nhất á. Hạng nhất là bự lắm á mày, bằng cái bàn vậy nè. Không những bự nữa mà phải ngon, phải tươi. Vậy nên đặt còn sống luôn càng tốt. Xếp cũng xếp giống người ta luôn chữ I still love you. À khói chị tới khói rồi đó mày à. Khói ơi. Nè chưa đâu, anh mà còn dư tiền á, anh mua thêm 7 con nữa cho em. Xếp chữ I love you, ok sao nữa. 7 con xếp chữ, đủ chữ ok không mày? Đủ, em tính hết rồi. Cũng được nhưng mà cũng hơi mắc. Sao mắc? Trong thầm mắc lắm. Không, xếp được. Chữ I love you ok mắc lắm á mày, mấy chục triệu á. Không, có tới đâu, đưa mười mấy triệu coi. Ôi nhưng mà tại sao phải làm vậy? Thì thôi mình mua tôm tươi về, vậy đành đặt sống cái mình bỏ vô mình luôn, nó chết cho mình xếp. Khỏi vậy đành đặt luôn. Sẵn ví dụ mà thành công không nói, chứ còn thua á, thất bại đó, cái mình về mình lấy tôm luộc đó mình ăn mừng. À, mình ăn cái buồn với thằng Phu, mình vừa ăn khóc hu hu. Thấy không? Mày chưa gì hết nói thất bại. Không, em nói nếu mà. Thôi nhưng mà không được. Vậy thì lạm dụng quá. Tốn tiền anh Su lắm á. Đúng rồi. Đúng không? Ừ. Không, nói đi phải nói lại. Sao? Em thấy ý kiến của nó hay đó nha. Có nghĩa là mình tặng cho chị thấy cái món quà này rất là đặc tiền. Chị thấy được cái sự tôn trọng của chị trong đó. Ờ, chính vì như vậy nè. Bây giờ anh vẫn làm theo lời nó đi. Nhưng mình ghé chợ, anh mua thêm miếng bù tạc. Ở nhà mình có sẵn muối tiêu chanh. Không, anh về anh pha bù tạc với muối tiêu chanh cho. Ba cháy một chén. Ăn phi lê, ăn phi lê. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, là không có làm chín con tôm. Đúng rồi, còn tư cái cặp tôm. Ui, là. Nhưng mà tao thích ăn răng me á, mình thích cho 7 con làm phi lê thôi. 7 con là cái chữ ok hả? Đúng rồi, bỏ chữ ok. Bỏ chữ ok đi, nếu mà hợp, nếu mà thấy không ổn á, bỏ luôn chữ lo pe gì đó. Bỏ luôn. Bỏ chữ yêu luôn. Đúng rồi, mình làm món răng me chua chua ngọt ngọt. Trời ơi, quẹo ăn á, quẹo. Trời ơi.
Đó. Không mấy là... tự nhiên chữ ai đứng một mình thấy kỳ không? À. Bỏ luôn chữ ai đi. Mình thích ăn con, mình không thích ăn nướng. Nướng con cho anh thử, nướng cho anh ăn. Ơi mày nói vậy bỏ mẹ luôn chứ U đi. Thì gọi là bỏ hết, bỏ hết bỏ luôn đi. Mấy chữ I love you. Ừ, vậy tao đi đó thẳng tới tao nói I love you chứ rồi. Rồi lấy tôm đó tụi bay ăn. 45 con ăn sao hết. Đúng rồi, sao hết. Đem về hết cho ba má tụi bay ăn. Đang tính luôn á, đang tính nói luôn. Như ông ý bà tụi bay ăn luôn. Đúng rồi. Rồi đi về nghỉ việc luôn, tao đuổi luôn. Ngu vừa phải thôi. Im hết. Tao đã có cách của tao, tất cả phải theo tao. Hai đứa nghe đây. Nghe. Sau khi anh đưa Diệu Anh tới vị trí hành động thì Bí giật bông hoa hồng và rớt xuống. Giật hoa hồng và rớt xuống. Còn ok lù xả khói lạnh ra cho anh. Lúc đó Xí. Khói lạnh kiếm đâu ra. Mày ngu quá. Ý của anh Xu là dắt chị Diệu Anh xong rồi bỏ chị vô tủ lạnh, hiểu không? Tủ lạnh, mắt mày tủ lạnh. Tủ lạnh với khối lạnh hai từ nó khác nhau rõ ràng. Trời ơi, cái thằng này nãy giờ tao nghe không kỹ mày. Khói lạnh á, em biết là không? Nặng. Dễ mà. Lấy đống nhang đốt lên cái hà khói quang. Ngửi đã luôn. Rồi cái bỏ cục đá vô, đúng không? Ý mày nói vậy đúng không? Là nó lạnh luôn đúng không? Ừ, lạnh luôn. Được luôn, làm được hết. Bỏ đá, đứt. Nó lạnh ở trong công ty nè ông nội. Quẹo vô lấy cái máy ra, rồi đem theo thôi, hiểu chưa? Ừ. Biết chứ sao biết, cái máy đó em bị mua chung với anh mà. Rồi. Mà lúc mua đâu biết cái máy gì đâu. Tiếp tục nè. Tới lúc đó, anh sẽ cầm bó hoa, bước ra khỏi làng khói lạnh, xuất hiện như một vị hoa hồng tử Ai Cập, bước đến và tỏ tình với Diệu Anh. Anh yêu em. Em à, thực ra từ hồi xưa tới giờ anh không có sến gì đâu. Nhưng hôm nay là ngày quan trọng đặc biệt, cho nên anh muốn nó phải lãng mạn một tí. Anh thoại tới khúc này á là quăng bông ra như kịch bản á, hiểu không? À vậy hả? Ừ, quăng qua đi. Qua đâu? Bông đâu? Qua đâu để em quăng. Bông đâu? Thì đúng rồi, qua đâu? Tao hỏi mày bông đâu? Thì cái qua quăng đâu? Cái bông quăng xuống đâu? Thì đúng rồi, thì đúng là tới cái câu đó là quăng qua lên đúng không? Ừ. Nhưng mà qua đâu? Mày mua mà. Gì em mua? Anh nói anh mua mà. Tao chỉ nói là tao đi mua cái bông này thôi. Còn cái bông mà rải là mày mua. Cái gì em mua nào? Tiền đâu mua? Ứng tiền ra mua. Gì ứng? Gì em ứng nữa? Lần nào em ứng anh có trả tiền cho em đâu. Ừ vậy chết tao rồi. Rồi bây giờ bông đâu mà ăn? Bây giờ vậy đi. Lúc nãy em thấy có cái thùng rác có lá, bây giờ quăng lá đi. Hoa với lá nó cũng là thiên nhiên, cũng là thực vật thôi. Quăng chắc chắn là sẽ lãng mạn. Rồi vậy cũng được đi. Rồi đại đi. Chưa chắc rồi. Nhiều khi nó còn phong trần nữa. Rồi đại đi, đại đi. Rồi chưa? Rồi. Nè nè. Rồi tới cái đoạn này anh nói là tạo sự bất ngờ cho em là quăng hoa. Rồi. Quăng lá nha, không có hoa nha. Lá. Anh chuẩn bị quay qua nè. Anh chuẩn bị quay qua nói là thật ra là anh nè. Là khói nè. Khói. Tập 20 lần rồi, cứ quên hoài. Nè, khói nè. Cái gì vậy? Đúng rồi. Cái gì vậy? Đang ấy thì tự nhiên đem cái đồ nướng thịt ra chi vậy cha? Lợn đi đâu? Máy tạo khói. Cái gì vậy? Cái gì khói hả? Cái máy tạo khói lạnh của ở công ty mình đâu? Bữa em với anh đi mua thì mua cái đồ mới đi ông. Chịu tiết kiệm mua đồ cũ hư rồi. Xong sửa đi. Sửa tiền đâu sửa. Cái ứng ra chứ mày hỏi tao nữa. Thôi ông có ứng đâu. Lần nào ứng cũng mất về đòi có trả đâu. Trời, chết tao rồi trời. Cái ngày quan trọng nhất cuộc đời của tao bây giờ tụi bay làm mấy cái này là chết tao. Tao phải sức, tao phải là phải bắn cái khói lạnh ra. Tao xuất hiện như một chàng công tử bước ra, hiểu không? Giờ có khói rồi mới tỏ tình được đúng không? Đúng rồi. Khi nào cũng... Nhưng mà đợi chút xíu đi. Lúc nào người ta cũng phải sơ cua cái khác hết á. Cái đó cái gì vậy? Nè, giống cái bình tưới quá vậy. Nè, nguy hiểm lắm á. Rồi, nhưng mà cái này chết. Anh yêu em. Cảm ơn anh.
Quý, hôm nay cô định thôn tính tôi luôn hả? Anh nhìn kìa, cái thằng làm hết hồn hoài. Ông bị lố ông nội ơi, cháy không à. Bản quyền phim Full Hạ Tầng toàn cầu thuộc công ty cổ phần truyền thông Hòa Thủ.